Chào mừng tất cả các con đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Các con thân mến, trong tiết học ngày hôm nay, cô có một câu chuyện rất thú vị muốn kể với chúng mình. Câu chuyện có tên là Hai con dê. Trước khi đến với phần nghe kể chuyện, cô và các con sẽ cùng nhau đến với phần giới thiệu nhân vật nhé trong câu chuyện ngày hôm nay gồm có hai nhân vật đó chính là nhân vật dê trắng và nhân vật dê đen để biết được chuyện gì đã xảy ra với hai con dê cô và các con sẽ cùng nhau đến với phần nghe kể chuyện hai con dê dê trắng và dê đen cùng muốn đi qua một chiếc cầu hẹp bắc ngang một dòng suối nhỏ dê đen đi từ đằng này lại dê trắng đi từ đằng kia sang cả hai con đều tranh sang trước không con nào chịu nhường con nào đến giữa cầu chúng cãi nhau rồi húc nhau cả hai đều lăn tòm xuống nước thế là chỉ vì không biết nhường nhau mà cả hai con dê vừa ngã đau vừa không qua được suối để tìm hiểu nội dung của câu chuyện này Cô trò mình cùng nhau đến với phần trả lời câu hỏi. Và câu hỏi đầu tiên của cô như sau: Hai con dê muốn làm gì? Chính xác. Hai con dê cùng muốn qua một chiếc cầu hẹp bắc ngang một con suối nhỏ. Và dê đen đi từ đằng này lại, dê trắng đi từ đằng kia sang câu hỏi thứ hai của cô như sau hai con dê có nhường nhau qua cầu không chính xác hai con dê không nhường nhau qua cầu hai con đều tranh nhau sang trước không con nào chịu nhường con nào cả tiếp theo đến giữa cầu hai con dê làm gì chính xác rồi Đến giữa cầu, hai con dê cãi nhau rồi húc nhau. Cuối cùng, kết quả ra sao hả các con? Chính xác, cuối cùng thì cả hai con dê đều lăn tòm xuống suối. Các con ơi, thế là chỉ vì không biết nhường nhịn nhau mà điều tai hại đã xảy ra, cả hai con dê vừa ngã đau, vừa không qua được suối đấy vừa rồi các con đã cùng với cô tìm hiểu nội dung của câu chuyện hai con dê vậy các con hãy cho cô biết câu chuyện khuyên các con điều gì chính xác câu chuyện khuyên chúng ta phải biết nhường nhịn nhau đấy các con thân mến trong tiết học ngày hôm nay cô đã giới thiệu với các con câu chuyện hai con dê đây là một câu chuyện rất thú vị và mang lại cho chúng ta một bài học vô cùng bổ ích đó chính là chúng ta phải biết nhường nhịn nhau các con hãy ghi nhớ điều đó nhé cảm ơn tất cả các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo nhé